佛教智慧故事，phát giác trong đẳng cấp nhờ trí khôn. Truyền thuyết cách đây rất lâu, trong rừng có một con bồ câu vua, nó dẫn theo 500 con thuộc hạ đi khắp nơi kiếm ăn. Không biết từ khi nào, có một lần, chúng nó đã bay đến trên không của cung điện nhà vua. Đại vương nhìn xem, chỗ đó đẹp quá, bay xuống xem thử nào. Đó là cái gì vậy? Là bồ câu, mau đi bẩm cáo cho đại vương. Đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn thịt bồ câu. Các người đã hiểu rõ rồi chứ? Thưa đại vương đã hiểu ạ. Nhìn kìa, bên kia có nhiều đồ ăn quá. Đợi hai người đó đi khỏi chúng ta sẽ đi ăn. Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả. Đây nhất định có âm mưu. Tôi qua đó thám thính tình hình. Xem ra không có cạm bẫy, đại dương. Chúng ta qua đó đi. Đi đi đại dương. Được, có điều mọi người hãy cẩn thận. Trúng kế rồi. Lần này có cái để ăn rồi, làm hay lắm. Đại dương, ngài muốn ăn con nào trước, thuộc hạ sẽ làm ngay. Không vội, không vội, các người hãy dùng gạo ngon, thịt ngon cho chúng ăn, nuôi cho bọn chúng béo béo mập mập, sau đó giết thịt cũng không muộn. Đại dương thật cao kiến. Đại dương thấy chúng bay tội nghiệp, phái bọn ta đem gạo ngon đến cho chúng bay. Đúng đó, mau ăn đi, ăn nhiều một chút. Tôi muốn ăn gạo. Ngươi còn muốn ăn? Nhìn xem, còn có rất nhiều sợi thịt ngon đây. Đến đây, đến đây. Đây chính là sợi thịt mà trong mơ tôi còn muốn ăn đó. Đại dương, tôi muốn thưởng một miếng có được không? Tôi cũng vậy. Chỉ biết ăn, các ngươi có từng nghĩ qua chưa? Tại sao quốc vương lại cho chúng ta ăn uống? Đây chính là quý kế của quốc vương. Bây giờ không phải là lúc để tham ăn. Chúng ta phải nghĩ cách để trốn thoát khỏi đây. Các người đang làm gì vậy? Đại dương, tôi đói quá rồi. Chúng ta bị nhốt ở đây cũng không thể thoát ra. Ăn với không ăn cũng chẳng khác gì mấy. Trước tiên cứ ăn no, đến lúc có cơ hội chạy thoát mới có sức chứ. Đúng vậy đại dương. Các người, hay. Đại dương, ngài cũng ăn một chút đi. Ta không ăn. Thịt ngon thế này dùng để cho tụi bồ câu ăn thật là đáng tiếc. Bay ra ngoài. Muốn chạy hả? Không có cửa đâu. Ta bỏ đói chúng mày một ngày, xem chúng mày làm sao mà chạy được. Tôi cũng muốn ăn miếng thịt. Đều tại ông cả. Nếu không phải tại ông, bây giờ chúng tôi cũng được ăn thịt rồi. Ta không ngờ rằng bọn chúng có mai phục. Con người thông minh như vậy, chúng ta làm sao có thể qua mặt họ được. Tôi sẽ không bao giờ nghe lời ông nữa. Đại dương, ông nhịn đói một ngày rồi, ông cũng ăn một chút đi. Nếu các người không biết kiềm chế ham muốn sẽ phải nộp mạng đó. Ông không ăn không uống lẽ nào sẽ không chết ư? Đúng đó đại dương, làm quỷ no dù sao cũng đỡ hơn là quỷ chết đói. Nói không chừng con người sẽ không giết chúng ta nữa. Hãy
Ông còn muốn bỏ trốn hả? Ông không có cơ hội đó đâu. Ông ra được rồi. Nếu như các người có thể nhịn đói nhịn khát không ăn uống, thì bây giờ có thể cùng ta chạy thoát rồi, sống cuộc sống tự do tự tại. Đáng tiếc. Hay. Có một con bồ câu chạy thoát rồi. Bắt nó lại, mau bắt nó lại cho ta. Câu chuyện hôm nay là căn cứ vào Lục Độ Tập Kinh quyển 6, Cáp Vương Bổn Sinh cải biên. Câu chuyện khen ngợi chim vua có trí khôn khác với người thường. Qua đó cũng muốn nói rằng nguồn gốc của mọi cái ác chính là lòng tham. Phật Di Giáo Kinh viết rằng pháp biết đủ chính là nơi có được sự yên ổn và hạnh phúc. Người biết đủ cho dù nằm dưới đất cũng thấy vui. Người không biết đủ cho dù ở trên trời cũng chẳng thấy hài lòng. Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo. Người biết đủ tuy nghèo mà giàu. Người không biết đủ bị ràng buộc trong năm cái ham muốn, bị người biết đủ cảm thấy xót thương. Thật ra, cái mà chúng ta cần phải ham muốn theo đuổi nhất của đời người chính là thời gian. Nếu không có thời gian, chúng ta làm sao có thể hành động gì nữa? Namo Amida Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.